Tại sao tàu, thuyền lại nổi trên nước? Video này sẽ giúp chúng ta giải thích vấn đề này. Một con tàu có một khoảng không gian lớn nên trọng lượng toàn thể con tàu ấy vẫn nhỏ hơn trọng lượng của khối nước do tàu ấy chiếm. Do đó, con tàu nổi trên mặt nước, vậy thuyền nổi trên nước vì chúng có trọng lượng riêng nhỏ hơn nước, có lực đẩy của nước lớn hơn trọng lượng của thuyền. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của kênh.